diện cha mẹ học sinh đã đến dự và chung vui với thầy và trò nhà trường trong buổi lễ khai giảng này. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các vị khách quý, kính thưa các bậc phụ huynh và các em học sinh cùng toàn thể các thầy giáo, cô giáo, năm học 2013-2014 tiếp tục thực hiện.